Xin chào các em, mình là Tùng trưởng Workshop. Rất lâu rồi mình mới quay lại làm cái clip, tại vì giờ này mình quá bận. Anh em phải thông cảm cho mình một chút. Thì thời gian mình không có nhiều, mình còn khá nhiều công việc khác ngoài cái niềm đam mê này. Cho nên là thực sự là nhiều khi mình không có thời gian để mình support anh em cũng như là làm những clip giới thiệu những sản phẩm mới. Mặc dù mình có các sản phẩm mới cũng như là rất nhiều anh em cũng 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 đề nghị mình làm clip review hoặc là giới thiệu những sản phẩm mới, nhưng mà rất tiếc là mình bị giới hạn về thời gian, nên anh em thông cảm mình nhé. Thì hôm nay thì nhân cái dịp rảnh rỗi thì mình có một cái sản phẩm cũng khá là mới từ hãng, cho nên mình sẽ quay lại review cái con này cho anh em xem nó là như thế nào nhé anh em nhé. Rồi, anh em có thể nhìn thấy ngay đây là cái sản phẩm thuộc dòng Galaxy của Wii. Thì Wii đợt này họ có ra một cái sản phẩm dòng Galaxy để cạnh tranh với cái mẫu AP01 của Action Army. Vì sao? Vì bây giờ hiện tại theo mình thấy là trend bây giờ nó không còn là cái trend mà làm mô phỏng súng thật nữa, mà trend dạng súng kiểu module, nghĩa là một cây súng làm base, làm cơ bản thôi. Còn đâu tất cả những bộ phận đều có thể tháo rời cũng như là thay thế, nâng cấp và thay đổi theo ý thích của người sử dụng được rất là tiện lợi. Đó, đấy là cái hướng mà con Action Army AP01 họ đang theo và đang rất thành công. Rất tiếc là ở Việt Nam mình ấy, do nhiều cái yếu tố nó hạn chế, cho nên là cái việc cứ tầm như thế nó không có quá phổ biến. Hoặc cũng có thể là nhiều anh em mình ngại lười chưa làm, nhưng mà không sao. Đây tới đây thì mình có giới thiệu thêm sản phẩm nữa của Huy, nó làm theo phong cách đấy, anh em xem thử xem như nào nhé. Đây, mở hộp ra thì chúng ta mà có cái manual bằng bìa cứng. Thì như anh em đã biết đấy, thì hiện tại thì Huy họ có thay đổi một chút về chính sách cũng như là về bao bì. Hiện tại các sản phẩm mới của Huy nó sẽ đi kèm một cái manual bằng bìa cứng này, kèm theo là hướng dẫn sử dụng bằng code QR này, anh em có thể scan và xem cách hướng sử dụng một số cái mẫu súng cơ bản nhé. Và đây là sản phẩm của chúng ta, nhân vật chính chúng ta đây. Wow, nó vẫn là nặng, rất là nặng. Mình nói ngay cảm giác đầu tiên khi cầm cái cây này, nó rất là nặng, nặng hơn một số cây 2K3 tiêu chuẩn đấy anh em ạ. Đó. Rồi, và phụ kiện này thì thực ra nếu mà theo cái dòng module đấy, dòng những dòng súng module bây giờ ấy, thì đánh giá phụ kiện của con Wii Galaxy này khá là tốt. Thứ nhất là chúng ta sẽ có hai cái reo bằng nhôm CNC nhé, của ông Action Army. Mình so sánh trực tiếp luôn cái dòng module của thằng tiền nhiệm là thằng Action Army AP01 thì những cái reo bằng nhựa anh ạ. Nữa đi kèm theo một cái gọi là cái đầu này, cái đầu cáp này khá là đẹp và cẩn thận, cũng bằng nhôm CNC luôn bởi vì mình thấy nó khá nhẹ. Đó, em nghe tiếng này, chứ không phải bằng copper metal nhé. Copper metal thì nó nặng và nó lì hơn. Là nhôm CNC, đấy là một cái phụ kiện khá đáng giá cho anh em. Rồi, đây là nhân vật chính chúng ta đây. Mình sẽ dành vài phút cho anh em chiêm nghiệm nó như này. Có thể nhận ra ngay cái phong cách của cái dòng Galaxy này, đó là phong cách module. Module là sao? Là họ sẽ kết hợp một cái base, gọi là cái frame của một cây súng cơ bản nào đó cùng với một cái phần slide trên, nó không có blowback và nó
Theo cái phong cách của cái dòng Ruger ấy, cái slide tròn như này này, tròn đúng ngủ này, các em nhìn này. Đó. Thì lý do tại sao ấy thì mình cũng chả hiểu được. Nhưng có lẽ là họ thấy cái thiết kế này nó mới lạ thì họ chơi thôi. Đó. Còn về cơ bản, chúng ta có một cây 2K3 của Wii với phần frame ở phần dưới của Wii này, bao gồm cả grip shape cũng như là slide shape các kiểu. Nói chung là cái bay thế trên này họ thay vì cái khóa chốt thì họ làm cái ốc đây để khóa cũng được, trông cũng 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 ra gì vào này nọ đúng không anh em. Cái thiết kế này ấy, thực ra là mình không có đánh giá nhiều, cái này nó về cảm quan cá nhân thôi, người thì thấy thích, người thì thấy không thích, mình thì thấy nó độc nó lạ đó. Dành cho những anh em nào phải thanh niên cứng ấy, đó, không có sợ bị ai chê hay nói nọ các kiểu ấy thì mới chơi, chứ còn những thanh niên nào yếu đuối mong manh mà cầm con này ra đường hoặc là ra game bị các anh em chê là con này dị dị hoặc là nó không giống thật này nọ thì chắc là tủi thân về khóc thầm mất. Rồi không sao, nhưng mà mình thấy thiết kế này nó có cái hay riêng của nó. Thứ nhất là nó làm cái kiểu nó rất là lạ, không có ai có kiểu này cả. Mình cầm cái súng này ra sân cái người ta biết ngay đó là con Galaxy của 2K3 đó. Mà nó cái màu họ có cái những cái màu slide rất là nổi bật. Hai nữa là cái hệ thống outer này, mình có thể lắp thêm phụ kiện các thứ nó rất là dễ dàng, không như là cái slide nguyên bản, nhiều khi cái outer đó, lắp phụ kiện rất là khó. Cái thứ ba nữa là một cái rất là hay ở hệ thống này, đó là không có outer rời, nên là cái việc mà anh em khi mà anh em bắn liên tục ấy, nó sẽ không ảnh hưởng có việc outer chạy ra chạy vào, nó rung lắc các kiểu như các cây súng zin hoặc mũ súng zin khác. Outer đây nó là cố định, đây là một điểm cộng rất lớn của những cái dòng sản phẩm mới này ở trên AP01 của Xiaomi mà hãng Mi họ đã học tập và thiết kế theo, đó là làm cái outer là outer cố định cũng như là hệ thống chamber cố định luôn. Nó giúp cho cái việc súng mình bắn hoạt động nó tăng cái độ chính xác khi mà bắn liên tiếp liên tục, chứ bắn một viên thì không tính nhá. Khi anh em bắn nhiều viên liên tục như này thì cái việc có cái outer cố định cũng như chamber cố định như này nó sẽ giúp ích rất lớn trong việc mà giữ được tầm kiểm soát cũng như là độ chính xác của cái những cái viên đạn tiếp theo nhé. Ngoài ra thì mình có thể thấy ngay đây, ngay trước mắt anh em có thể nhìn thấy ngay là cái phần nozzle cũng như là phần black housing ở đây họ đã làm gia cố bằng kim loại khá là chắc chắn. Mình thì mình chưa biết cái kim loại là gì, đây mình có cái nam châm huyền thoại mình đây, mình thử luôn, đụ má trời ơi nó bằng thép anh em ạ, trên này thấy bằng thép mà dưới này lại không bằng thép. Đây chưa hiểu là cái phần nào bằng thép, thì tí nữa mình sẽ tháo ra mình sẽ test cho anh em xem như nào. Rồi những cái ốc yếc đều bằng thép khá hay, không thấy cái bộ phận liền thép nữa ở đây, hiện tại là thấy có vậy thôi. Ở bên ngoài thì nó như cái frame frame điển hình của dòng 2K3 thì bằng nhựa và cầm rất là sướng. Cái frame của 2K3 thì mình rất là thích cái tay nắm cầm này, mặc dù nó đơn giản vậy thôi nhưng anh em cầm sẽ biết với nhiều cây súng thì nó làm rất là thoải mái, giữa nhiều cái mẫu súng khác nhau cái frame làm rất là thoải mái. Rồi đi kèm thì có một cái hệ thống ngắm mình điều chỉnh được, anh em điều chỉnh bằng con ốc này nhé cho nó khớp với cả cái súng của mình. Cùng với hệ thống gai thì anh em có thể gắn ở các vị trí khác nhau trên dưới sao cho phù hợp, để anh em có thể lắp những cái phụ kiện ví dụ như red dot, những cái đèn đóm các thứ một cách thoải mái và tiện dụng nhất có thể. Những cây súng dạng module này nó đề cao cái sự thoải mái và tự do cho người sử dụng, anh em không cần phải quan tâm cây súng của tôi liệu có đủ dây vững như outer để lắp chaser hay lắp đèn không, cây súng của tôi liệu có cái mau để anh để tôi có thể lắp red dot hay là holo hay không, hoặc cây súng của tôi có dây phụ kiện để lắp thêm đèn hỗ trợ sáng cũng như đèn chỉ thị mục tiêu hay không. Không, anh em chắc chắn sẽ có những cái điều đấy, hoặc không có thì sẽ có được support để có hỗ trợ như vậy. Đấy là một đặc điểm rất lớn ở dòng súng module thiết kế kiểu này. Đấy, ngoài cái phần outer cố định ra thì cái việc tự do thoải mái trong trong cái quá trình sử dụng cũng là điều cộng rất lớn của dòng này anh em nhé. Rồi và tiếp tới thì mình sẽ mở ra mình thử xem trong ruột liệu nó có gì khác biệt hơn so với cái con 2K3 nguyên bản của Huy không nhé. Anh em chờ mình chút. Ok anh em, mình đã mở nó ra đây. Thực ra là mở rất đơn giản thôi.
anh em chỉ cần tháo chốt ốc ở đây, kéo slide về sau là nó mở ra rồi. Và khi mình muốn tháo bôn ấy thì mình tháo cái ốc ở đây ra, vậy là xong, phần bôn và nu rồ tháo ra rất đơn giản. Thì trước tiên là mình sẽ đi vào cái frame. Con này ấy, thì ngoài cái grip là giống của con 2K3 ra thì nó không giống lắm, vì nó cụt mất phần này. Đó, nó cụt mất phần đầu này. Đó. Thì cái phần grip này mình nghĩ là vẫn có thể dùng chung với các cái mẫu 2K3 của Huy được, vì cơ bản nó là cái phần khúc dưới riêng biệt, những cái phần ở frame này là nó riêng biệt nhé, nó khác biệt. Bộ cò các thứ thì mình nghĩ nó như nhau thôi, bộ cò như nhau thôi, nhưng nó sẽ khác một chút. Có lẽ nó sẽ khác một chút ở cái phần bố cò này. Đây anh em nhìn thấy này, bố cò khác hoàn toàn với dòng 2K3 bình thường. Thì mình vẫn thay cái phần bố cò khoảng 90%, 89% cái phần bố cò cơ bản tiêu chuẩn. Còn đâu là cái phần này thì nó sẽ hơi khác một chút anh em. Thế thôi. Giờ mình sẽ đi vào test thử xem nhé, nó có những cái gì. Bằng hay quá nhỉ. Mình thấy cái chốt này để khóa cái slide, cái phúc trên này. Đó. Mình sẽ thử xem có những cái chi tiết nào bằng thép hay không. Thì nó có cái bi, nó có cái phần một cái chi tiết nhỏ dưới đây bằng thép. Có đâu, hầu hết là không phải, tất cả đều bằng polymer thôi. Ở đây nó có một cái phần nào đó nó hút thì mình nghĩ đó là cái lò xo búa bằng thép. Và một cái này gọi cái gì tự mình quên mất, cái lách gì ấy mình quên mất tên. Đó là làm bằng thép. Đó, thực ra là với cái mức giá cũng như là ở cái mức bình dân của Huy ấy, việc anh em mình hy vọng cái gì đó nó bằng thép ở cái phần búa này nó hơi khó. Đó. Mình thấy thông thường là họ sẽ làm bằng polymetal hết thôi. Rồi. Còn cái thiết kế của khúc trên thì sao? Khúc trên nó sẽ khác hoàn toàn những cái 2K3 khác. Thứ nhất là họ có một cái outer cũng như chamber cố định. Rất là tuyệt vời. Anh em chú ý nhé, chamber. Tại sao nói chamber cố định? Vì nhiều con 2K3 có thể cái phần chamber và slide nó tốt hơn, nó giữ vị trí tốt hơn những cái hệ thống khác như Glock hay là M91 các kiểu. Nhưng cái dòng súng module như kiểu dòng Galaxy này cũng như là dòng AP01 của Tsunami ấy, họ làm cứng hẳn luôn, set cứng hẳn cố định vào slide, không di chuyển một phân một tấc là cả anh em. Đây mới gọi là cố định 100% này. Rồi, thì anh em chỉnh cái hop up bằng cách xoay cái ốc hai cạnh này. Đó, mình có thể dùng móng tay để xoay này, nó rất là nhẹ thôi, xoay trái xoay phải. Rất đơn giản đấy, để mà chỉnh cái hop của con này. Còn khi mà mình muốn tháo ra ấy, thì mình tháo hai cái ốc này cũng như hai ốc này để tháo rời toàn bộ cụm cho mở ra, thế là xong, rất là dễ dàng. Nhưng có cái bất tiện một chút so với các cái dòng súng truyền thống anh em mình ấy dùng ấy, là bắt buộc mình phải có một cái tool đi kèm để mình mở cái ốc ra rồi mình mới tháo slide ra rồi mới chỉnh được hop up lên xuống. Thì cái này nó hơi bất tiện so một chút so với con AP01, họ có thể chỉnh trực tiếp qua đây. Đó, rất là hay. Với cái chamber zin thì chỉnh trực tiếp qua đây được. Nhưng với cái cây Galaxy này thì mình bắt buộc mình phải tháo ra để chỉnh. Thôi được rồi. Nó phải có nhược điểm chứ, chẳng lẽ lại không có nhược điểm đúng không? Tiếp tục mình tháo cái phần cụm bôn và nu rồ của nó ra. Thực ra mình thấy cái cụm bôn và nu rồ của con Galaxy này nó to và chắc chắn hơn là của ông AP01. Độ bền nào ấy, thì Chúa có biết được. Mình phải dùng lâu mới biết được, chứ cái mẫu này mới ra thì hiện tại mình không có đánh giá nào. Và cái phụ phận này ấy, chắc chắn là nó sẽ dùng bằng bóp metal rồi, hợp kim chứ không thể nào bằng bằng thép được. Và mình thấy có chốt ở đây bằng thép này, chốt này chốt giữ đuôi cái nu rồ. Đó, anh em nhìn này. Đó. Và hay quá, phần nu rồ spring này bằng thép. Ok, khá ấn tượng. Thế còn hai cái phần chi tiết gia cố này, hai cái chi tiết chịu lực gia cố này thì rất đáng buồn là không phải bằng thép, nhưng không sao anh em ạ. Nó trông cái này nó không giống mấy cái phần hợp kim lắm. Nó là mình nghĩ là nó như một dạng là kiểu inox ấy. Cũng ổn. Còn đâu tất cả nu rồi bằng nhựa thôi, điều đương nhiên rồi. Và hệ thống nó được bôi trơn dầu mỡ các thứ khá là tốt ngay từ lúc xuất xưởng, mình thấy khá ổn. Nói chung là cũng không chê được gì ở cái mức tiền như này.
Tiền như này thì tầm quanh quanh 6 triệu thì nó gần như là như nhau thôi, mình không chê được cái gì, chủ yếu là xem cái điểm khác biệt mua xuống. À đây có điểm khác biệt nữa anh em nhìn thấy này, cái booking thay vì cái booking đen xì như thông thường, họ đã thay bằng một cái hệ thống booking màu đỏ. Mình thì mình không biết là nó có khác biệt gì không, nhưng màu đỏ này là mình gợi nhớ đến cái booking của với ông cây di quật có màu đỏ, và cái booking của bọn nó làm khá là tốt nha anh em nhé, một trong số những cái hãng có booking khá là tốt và hiệu quả mà mình đánh giá của ông cây di quật và ông gì nhỉ, Silverback đó, Ma Dui nữa, làm khá là tốt, mình thấy cái này là khá ổn đấy. Rồi thì cơ bản là cái mẫu súng này nó có như thế, mình sẽ lắp lại và cân cho anh em xem nó nặng tầm bao nhiêu khi mà anh em trang bị trên người nhé. Rồi. Lắp thì rất đơn giản thôi, nó ngược lại với việc mình tháo ra, mình sẽ lắp cho anh em xem luôn. Rồi. Khi lắp thì anh em chú ý này, mình tháo thế đơn giản nhé, khi lắp thì anh em chú ý mình bóp cái đuôi lại một tí rồi thì súng nó sẽ lắp vào dễ hơn. Rồi nữa con ốc này thực sự rất là dễ dàng, nó chỉ không có cái cảm giác là mình tháo chốt trước chiếc như là súng thật thôi, chứ còn đâu là cái việc tháo lắp bảo trì nó mình thấy nó không có gì quá phức tạp cả, thực sự rất là dễ dàng. Và chúng ta test hoạt động đó. Ok. À, tí mình quên mất một điểm khá hay ở cây này mà lúc mình test mình có nhận ra, đó là cái hành trình cò khá là tốt, cái trigger response ấy khá là tốt nha anh em nhé. Đây anh em nhìn thấy này, trigger response này, nè. Từ cái góc này mình không có lực. Đây. Đó. Hành trình cò khá là tốt, ngắn và nhạy này, đó xíu xíu thôi à. Đó ok, mình thích cái trigger response của con này. Rồi giờ mình sẽ cân cho anh em xem con này kèm cả băng đạn của nó sẽ nặng là bao nhiêu. Rồi rồi một cân lẻ mấy lạng con, theo như mình thấy thì nó nặng hơn cái con 2K3 tiêu chuẩn của Ma Dui một chút đấy. Mình nhớ con 2K3 tiêu chuẩn của Ma Dui như nó có 7 lạng hay 8 lạng gì thôi, con này hàng 1 cân. Đó, cầm rất là đầm tay và nặng nề, không dành cho những ai yếu đuối nha, còn khả năng cầm nắm thì thoải mái. Đó. Rồi mình sẽ test FPS xem nó như nào.